Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay công ty Thiên Nhất Bảo Mật sẽ giới thiệu với các bạn một số dòng máy nổi bật của hãng Jabra. Thì hiện tại trên bàn của mình đang có 3 dòng máy mà trên thị trường bán rất chạy của hãng Jabra. Trong đó có 2 dòng máy để bàn và một dòng máy công nghiệp. Thì về các dòng máy để bàn, hãng Jabra đang có 2 độ phân giải chính, đó là 203 dBi và 300 dBi. Máy GT800 là một dòng máy in để bàn có thiết kế nhỏ gọn nhưng có cấu hình và hiệu suất hoạt động đáng tin cậy. Độ rộng đầu in lên tới 104mm trên 1 giây, tốc độ in tối đa lên tới 127mm trên 1 giây. Và như các bạn thấy thì trên bàn mình có hai độ phân giải, đó là 203 và 300 dBi. Đây là cùng hai độ phân giải thông dụng ở trên thị trường của hãng Jabra về dòng để bàn. Về cổng kết nối thì có 3 cổng kết nối chính, một đó là USB, 2 đó là RS-232 và 3 đó là cổng Parallel. Đó là một số thông số nổi bật của dòng GT800. Thì hai dòng máy để bàn của hãng Jabra là có thể ứng dụng nhiều trong các shop thời trang cũng như cửa hàng tiện lợi với những khách hàng mà mình có số lượng trang in ít, vì đây là dòng máy để bàn nên cái năng suất in nó cũng giới hạn. Tiếp theo đây đó là máy ZT410. Đây là một dòng máy in công nghiệp của hãng Jabra mình muốn giới thiệu với các bạn. Thì máy in này nó có công suất in lớn hơn nên được gọi là máy in công nghiệp. Thì máy in ZT410 có độ rộng đầu in lên tới 104mm. Nó cũng là bằng độ rộng đầu in của hai máy để bàn, đó là 4 in. Và độ phân giải của máy đặc biệt, máy này có 3 độ phân giải, đó là 203, 300 và 600 dBi. Thì các bạn có thể là chọn cái độ phân giải phù hợp với mình để in. Bên ngoài máy được bao bọc bởi lớp vỏ bằng kim loại rất là chắc chắn, có thể chịu được ảnh áp lực trong môi trường kim loại. Với đây là màn hình LCD, thì các bạn có thể thấy màn hình LCD với lời phím để điều khiển, có thể chỉnh một số chức năng thông số của máy in, rất thân thiện, rất dễ với người dùng. Tiếp theo, đặc biệt hơn nữa là máy có cổng LAN. Thì hiện tại máy có 3 cổng kết nối. Thứ nhất đó là cổng USB, thứ hai là cổng RS-232, thứ ba là cổng LAN. Thì đây là điểm nổi bật của máy, đó là máy có cổng LAN. Và máy công nghiệp thì có thể sử dụng nguồn giấy lên tới 100m, nguồn giấy phía trong lên tới 100m, nguồn mực in có thể gắn được là 300m. Thì các bạn có thể xem máy này là hình dáng rất là chắc chắn, tại vì nó không, bên ngoài là không thép, không bằng kim loại. Thì tất cả mọi thứ nhìn rất là tốt, rất là chắc chắn. Công suất in của nó cũng lớn hơn rất nhiều lần so với hai dòng điện bàn. Vừa rồi mình đã giới thiệu cũng như thử cũng như là nêu ra một số cấu hình, thông số kỹ thuật của ba loại máy đa nổi bật của hãng Jabra. Nếu các bạn có thắc mắc hoặc là cần biết thêm chi tiết, có thể liên hệ với công ty Thế Nhất Bảo Mật. Công ty sẵn sàng để tư vấn thêm cho các bạn. Xin cảm ơn.